ra đời chị ạ. Đây là dòng máy đời mới nhất của thứ hai bây giờ, thì có lẽ là mình sẽ tháo máy và thay màn cho bạn vì bạn mới đang bị không hiển thị như này. Thế thì trong khoảng bao lâu thì được ạ? Cái này mình sẽ thay thế trong khoảng 1 giờ đồng hồ, vì có lẽ là mình sẽ vừa tháo ra mình nắp vào và sẽ mình sẽ phải test kỹ cho bạn. Rồi sau đó khi mà test xong mình mới nắp vào cho bạn test. Thế thì giá của cái màn hình là bao nhiêu tiền ạ? Giá của màn hình LG Go Docomo này là 2 triệu rưỡi. Bạn có đồng ý không? Dạ có, anh đưa cho em. Xin chào các bạn, mình là Dương. Hôm nay mình sẽ thử tháo con máy LG G2 Docomo này ra. Đây là lần đầu tiên mình sẽ tháo thử một chiếc máy LG G2 của bên nhà. Ở đây thì mình có một chiếc gọi là chiếc con máy của nó là L01F. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn và mình sẽ thử tháo máy. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tháo khai sim, vì đây là máy bằng pin liền sẽ không có ốc. Dưới đây cũng có một chip và số email bên trong.